cái súng zin nó nặng vãi chưởng này, nặng nhưng mà bắn không được bao nhiêu phát hết, bắn không phê. Ơi nhưng mà tôi thấy ok, và tôi sẽ tiến hành thay cái bộ độ vào ngay lập tức. Còn này Burin anh nào thích mua bán lại luôn nha, bán 2 triệu đấy Burin. Ok đây mà có clip test không bô thì mẹ đang không đấy. Sau khi đã tháo được cái bô ra thì các bạn có thể thấy cái xe rất là gọn luôn, gọn gầm cao đấy, gầm khá là ok, khá là cao. Thì cơ bản tháo ra thì nó không có gì khác đâu, với xe khác thôi, cũng dòng một máy dáng sport thôi. Đó, mình đã tháo ra được rồi nha. Đây do không có thời gian, có thời gian mình tháo hết vỏ ra để mình cọ rửa, mình rửa siêu sạch luôn, nói chung mình rửa siêu sạch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái bô này vào, gắn cái bô bô titan này vào, titan giấy inox. Rồi chúng ta sẽ tiến hành gắn cái bô đấy vào nha anh em. Tôi sẽ để đây, tôi sẽ gắn vào và dự là sẽ có một màn test bô khá là kinh khủng. Ok, mình sẽ gắn cái cổ bô vào trước. Đây các bạn, review luôn cho các bạn này, cái bít tông này đố các bạn biết là cái này cái bít tông của xe gì ấy. Thề luôn, mẹ thằng nào dân trong ngành biết cái bít tông này của xe gì mà tao đi đầu xuống đất. Ok, đố thằng nào biết ạ. Ok, cơ bản là mình đã gắn xong được cái cổ bô. Đấy, cổ bô titan giả inox. Đấy, hay đủ máy có khi mình để luôn cái bô rồi để về mình chạy đủ hợp lý nữa. Và đúng rồi, để cho thêm phần đặc sắc của video, mình sẽ thử ra chỗ gốc cây một kia, mình test thử coi thử cái bô này nó sao. Thôi, do trưa nắng rồi mình sẽ dắt ra thôi, không dám chạy. Dắt ra rồi mình test bô thôi. Siêu mẫu người Nga mới về test thử cái xe. Hay là xuống vườn cao su kia. Thôi xuống vườn cao su anh em ạ. Chứ thực ra mà nói phải test ở nhà đây đâu chịu chết. Đấy, anh em tôi sẽ đi test thử cái xe với cái bô. Với cái bô mà ở còn cái mới gắn cái cổ bô thôi, chưa có cái bô nha anh em. Đó. Đấy, sẽ đi test thử. Rồi được rồi. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Ok, sau đây là màn test bô của Thắng đại ca. Thôi, cô lắp lại đi mà chát hết lỗ tai rồi. Để em chạy lượng lên giọt trắng lên cũng phát rồi. Mình sẽ làm liều, mình test thử vòng lên cà phê, lên trên quán cà phê giọt đắng. Cầm một tí, cầm cà phê. Cầm quay trước này. Thank you.
thằng này xấu nhất đó. Đấy, đó là theo màn pitbull vừa rồi, tình làng người xóm mình chấm dứt tại đây nha các bạn. À, chết dở rồi. Đấy, chứ gì là anh trưởng thôn, anh trưởng thôn đi ngang đứng nhắc nhở rồi. Đấy, thì kêu mày vậy thì còn sống được mấy giấy đâu. Cơ bản là chưa có bô nên ok, tí nữa có bô test làm phát nữa. Vậy chắc là người ta đến trước người ta rồi, giờ 1 giờ chắc thức hết rồi. Bây giờ về lắm.